Dạ vâng, xin chào anh chị của khách hàng à. Chào mừng chị lại quay trở lại với cửa hàng Toàn Trung Chính. Thì hôm nay là ngày 3 tháng 8, em xin phép được lên sóng cho anh chị một mẫu 5 chỗ gầm cao đến từ nhà Kia. Đó chính là Kia Seltos phiên bản 1.4 Turbo Premium anh chị. Con này sản xuất 2021, lăn bánh được 2,7 vạn rồi. Đó, và bên em đang chào bán là 649 triệu bao rút hồ sơ gốc cho anh chị nha. Đó, thì con này nếu mà thời điểm này anh chị lăn bánh ở tỉnh là đâu đó nó tầm khoảng 770 đến 780 anh chị. Đó là mình mua xe lướt đã qua sử dụng thì nó sẽ tiết kiệm cho mình tầm đâu đó hơn 100 triệu anh chị nha. Đó, một cái mức chênh lệch mà anh chị có thể cân đối để mà mình xem xét anh chị. Đó, thì con này cam kết với anh chị là không lỗi. Đó, xe đẹp không lỗi anh chị nha, đúng đồng hồ. Đó, một cái phiên bản Kia Seltos ở Việt Nam mình á là gồm 7 phiên bản, 3 phiên bản 1.6 hút khí tự nhiên, 3 phiên bản 1.4 turbo và một phiên bản GT Line anh chị. Thì con này chính là phiên bản 1.4 turbo. Đó, thì thiết kế, về phần thiết kế thì nó tương đồng nhau anh chị, vẫn là mặt ga lăng hình mũi hổ nè. Đó, rồi cụm đèn định vị với cụm đèn báo rẽ là vàng LED. Ừ, rất là đẹp anh chị, rất là trẻ trung, rất là thể thao. Và đặc biệt là cái khoảng sáng gầm rất là tốt, 190mm anh chị nha. Đó, thì động cơ 1.4 turbo anh chị đi nó khỏe hơn, nó sản sinh cho mình đến 160 mã anh chị. Còn mà 1.6 hút khí tự nhiên thì nó khoảng 140 thôi. Đó, xe thì cơ bản là được trang bị rất là nhiều anh chị. Đây, nội thất ghế da nè, gồm màu be và màu đen, hai màu. Đây, thiết kế những cái lỗ thông hơi nè, rất là đẹp anh chị. Đó, màn hình giải trí rất là to. Rồi, km nè anh chị, km chuẩn nha, 27.588 cây. Đó, có cửa sổ trời. Bu lăng bọc da. Đó, bệ tì tay nè, lồng cửa nè, đều là màu da hết. Đó, rất là đẹp anh chị, ghế chỉnh điện nè. Có cruise control đầy đủ hết. Các phím bấm nè. Nói chung là xe của hàng đặc biệt là Kia hoặc là Hyundai thì rất là nhiều option anh chị. Đó, rất là nhiều option. Đó, có hộc gió phía sau cho người ngồi ở phía sau anh chị nha. Đó, anh chị không lo nóng, không lo gì. Có bệ tì tay nè. Đó, đầy đủ hết. Đó. Xe thì cơ bản là được dán phim cách nhiệt hết rồi. Đó, dán phim cách nhiệt hết rồi nha anh chị. Đây, tiêu hao nhiên liệu nè, kết hợp là 6.3 lít, trong đô thị là 7.6 lít, còn ngoài đô thị là 5.5 lít anh chị nha. Một cái mức tiêu hao cũng khá là hợp lý. Thì cái phiên bản này Premium 2021 này còn logo cũ á, cho nên là nó chưa có nâng cấp lên cái phần cấp điện nha anh chị, vẫn còn là cấp cơ. Đó, vẫn còn cấp cơ. Cấp cơ, cái gì bằng cơ thì nó sẽ lâu hỏng anh chị nha. Đó, màu sắc rất là đẹp, nước sơn thì còn rất là liền lạc anh chị nha. Đây, gai nè, bánh nè còn rất là dày. Đó, mâm lớp còn rất là sáng anh chị. Đăng kiểm thì còn đến tháng 9 của 2023 anh chị nha. Đó, dạ rồi, anh chị quan tâm đến mẫu xe này thì inbox cho em nha. Em cảm ơn anh chị ạ.